đón Tết hốt hết lộc trời. Tuổi Quý Hợi sinh năm 1983, được thần tài mở kho ban cho lộc lớn, trúng số liên tiếp, tiền bạc ùn ùn kéo về nhà, đổi đời giàu nứt vách. Đón Tết 2024, linh đình, cực giàu có. Tứ phương lộc bát muôn nhà, tài phước đã định phương xa phước hồng, lộc tài phú quý ấm lòng, tâm tình hòa hợp cảm thông suốt đời, chẳng còn vất vả ai ơi, con cháu sung túc mọi đời nổi danh. Minh Đường Tử Vi xin kính chào quý vị, chào mừng anh chị tuổi Quý Hợi đã đến và đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình ngày hôm nay, chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và bình an. Quý vị thân mến, sinh mệnh vốn dĩ đã đầy sự nuối tiếc, vậy sao chúng ta không gieo xuống những hạt giống của hạnh phúc trong nghịch cảnh? Mỗi buổi sớm tinh khôi Quý Hợi sẽ mỉm cười đón ánh bình minh, khi hoàng hôn buông xuống lại thưởng thức sự mỹ lệ dưới ánh chiều tà. Bản mệnh Quý Hợi hãy dành cho mình khoảng thời gian để thư giãn, dù cho bao bộn bề và những gánh nặng thử thách đang chờ đón Quý Hợi phía trước. Minh Đường Tử Vi biết rằng anh chị tuổi Quý Hợi đã phải tìm đến video này, hẳn là cuộc sống của Quý Hợi không được dễ dàng làm mấy. Quý Hợi thân mến, người hạnh phúc nhất chắc hẳn không phải là người có nhiều thứ, mà là người vẫn mỉm cười ngay cả khi trong tay không có thứ gì. Bởi vậy Quý Hợi hãy luôn cảm thấy biết ơn, ngay khi cuộc sống này có gửi đến cuộc đời Quý Hợi những điều bất như ý anh chị nhé, vì cuộc sống này vốn không hoàn mỹ. Bản mệnh Quý Hợi hãy giang tay đón nhận tất cả những gì mà Quý Hợi đang có, dù thuận lợi hay khó khăn, cũng đều là an bài tốt nhất của cuộc đời. Bởi vì dù muốn hay không muốn nó vẫn xảy đến với cuộc đời Quý Hợi, vậy nên hãy luôn suy nghĩ tích cực và kiên cường bước tiếp anh chị Quý Hợi nhé. Nếu có thể nghĩ được như vậy, anh chị dẫu có gặp nghịch cảnh thì con tim vẫn biết gieo vui, trong cuộc đời đâu thể 10 phân vẹn 10. Nếu tâm của Quý Hợi thay đổi, thì thái độ của Quý Hợi cũng sẽ thay đổi theo, thái độ thay đổi thì thói quen sẽ thay đổi. Và khi thói quen thay đổi thì tính cách của Quý Hợi sẽ thay đổi, tính cách thay đổi thì cuối cùng cuộc đời của Quý Hợi chắc chắn sẽ bước sang trang mới. Anh chị Quý Hợi thân mến, người hạnh phúc không phải là người luôn thuận buồm xuôi gió, mà là người luôn kiên cường biết giang tay đón nhận, ngay cả đứng giữa bão táp phong ba. Khi có thể giang tay đón nhận nghịch cảnh, anh chị sẽ có thể mỉm cười trong bất cứ hoàn cảnh nào, khi ấy bản mệnh Quý Hợi có thể thả lòng thưởng thức trăm hoa đang trúng chím sắc xuân, tần ngần ngắm những cánh sen đang bàn bạc tả tơi của mùa hạ, đắm đuối trong sự đa tình và lãng mạn của mùa thu, hay hòa tan trong sự nồng hậu và bao dung khi đông về. Tới nay Minh Đường Tử Vi mới thấu hiểu một đạo lý đơn giản rằng, sinh mệnh vốn dĩ đã đầy sự nuối tiếc, vì nuối tiếc mới trở nên mỹ lệ, nhưng hiểu cách trân quý mọi nghịch cảnh, đón nhận mọi khó khăn, chúng ta sẽ có được cội nguồn vĩnh viễn của hạnh phúc. Minh Đường Tử Vi luôn ở đây để giúp đỡ và lắng nghe những câu chuyện của anh chị. Quý vị hãy đăng ký kênh và bình luận bên dưới video để gửi đến đội ngũ biên tập video một chút động lực, giúp đời giúp người anh chị nhé. Và ngay bây giờ không để anh chị phải chờ lâu thêm nữa, Minh Đường Tử Vi sẽ đi vào nội dung chi tiết, xin mời anh chị cùng lắng nghe nhé. Trước tiên hãy cùng tìm hiểu tổng quan tính cách, vận mệnh cuộc đời người tuổi Quý Hợi, sinh năm 1983. Những người tuổi Hợi sẽ trải qua những ngày tháng tuổi thơ êm đềm, đẹp đẽ, đến thời thanh niên và trung niên họ sẽ phải đối mặt với một vài khó khăn. Những biến cố trong tình yêu và sự nghiệp khiến họ phải trăn trở, lo lắng. Nếu họ vững tâm bền chí để không bị đánh gục bởi những thất bại thì thành công và hạnh phúc sẽ đến với họ. Vì những người tuổi này luôn nỗ lực hết mình, nên khi nghĩ về những gian khổ đã qua họ luôn cảm thấy mãn nguyện với sự cố gắng của bản thân. May mắn thay, cuộc sống khi về già của họ cũng khá an bình, yên ổn. Mọi người xung quanh thường xuyên đánh giá tuổi Hợi là những người tốt tính và thân thiện. Họ luôn coi trọng tất cả các mối quan hệ hiện tại và sẽ cố gắng duy trì liên lạc với bạn bè thân thiết. Với tính cách phóng khoáng, họ sẵn sàng kết bạn với bất cứ ai mà không hề quan tâm tới địa vị của người đó. Họ không có thói quen soi mói khuyết điểm của người khác, nên sẽ không bao giờ nói xấu sau lưng người khác. Đối với người tuổi Hợi, điều đem lại niềm vui lớn nhất cho họ là được thưởng thức những món ăn ngon độc đáo và thức uống mới lạ. Mỗi khi gặp phải những điều phiền muộn, họ chắc chắn sẽ tận hưởng những món khoái khẩu để giải tỏa áp lực. Những người này cũng bị thu hút những điều thần bí, nên họ sẽ dành thời gian tìm hiểu về lĩnh vực khoa học tâm linh. Nhờ vào sự kiên nhẫn, người tuổi Hợi có thể gặt hái được thành công trong bất kỳ lĩnh vực nào mà họ muốn. Tuy nhiên, họ lại là người không có ý chí tiến thủ mạnh mẽ, nên sẽ không dám mạo hiểm theo đuổi những mơ ước lớn lao. Với bản tính thiện lương, họ không bao giờ dùng thủ đoạn xấu xa, tàn nhẫn để hãm hại những đối thủ cạnh tranh trong công việc. Xét về tài vận, người tuổi Hợi sẽ may mắn có được nhiều cơ hội để kiếm tiền, dù có nguồn thu nhập dồi dào, nhưng họ lại ít khi dành dụm được đồng nào. Bởi lẽ để thỏa mãn những nhu cầu cá nhân, họ sẽ không ngần ngại chi ra một số tiền lớn, họ thậm chí còn coi việc tiêu tiền là một cách để xả stress, nên càng cảm thấy căng thẳng thì họ càng tiêu xài vô tội vạ,
Để không bị rơi vào hoàn cảnh túng quẫn, họ nhất định phải học cách quản lý tài chính chặt chẽ. Hòa đồng thân thiện là nét tính cách đặc trưng thường thấy ở những người tuổi Hợi. Họ thích kết bạn với những người có nhiều điểm tương đồng với họ về suy nghĩ và sở thích. Đối với bạn bè thân thiết, họ luôn đối xử bằng tấm lòng chân thành và sự quan tâm chu đáo. Việc họ đấu khẩu hoặc chỉ trích người khác là điều không bao giờ xảy ra. Chính vì thế, họ luôn giữ được mối quan hệ tốt đẹp với những người bạn tri kỷ trong suốt nhiều năm. Ngay thẳng và cương trực là những phẩm chất đáng quý trọng ở người tuổi Hợi. Nội tâm của họ rất đỗi trong sáng, không bao giờ chất chứa những mưu mô toan tính. Nói chuyện sâu xa bóng gió không phải là phong cách giao tiếp của họ. Họ luôn vô tư thể hiện tâm tư, suy nghĩ thật của bản thân với mọi người xung quanh. Họ cũng ít khi nịnh bợ, luôn cúi trước bất cứ ai để đạt được lợi ích cá nhân. Nhiều người có quan niệm sai lầm rằng người tuổi Hợi khá yếu đuối. Trên thực tế, họ là những người có lòng kiên trì và nghị lực mạnh mẽ đến khó tin. Ẩn sâu trong vẻ hiền lành là sức mạnh tinh thần ngoan cường, giúp họ đương đầu với mọi sóng gió. Để đạt được mục tiêu, họ sẽ không ngại khó ngại khổ để phấn đấu ngày đêm. Đối với họ, mọi nỗ lực của bản thân đều đáng trân quý. Chỉ khi đạt được thành công bằng chính sức của mình, họ mới cảm thấy hạnh phúc và hãnh diện. Dù có thất bại thì họ vẫn cảm thấy mãn nguyện, vì ít nhất họ cũng đã cố gắng hết mình. Tấm lòng hiền lương đôn hậu của người tuổi Hợi luôn khiến mọi người phải kính trọng và quý mến họ. Họ sẵn lòng lắng nghe, san sẻ nỗi buồn với người khác. Đối với những người thân thiết, họ là người mang năng lượng động viên tích cực, luôn khuyến khích ý chí tiến thủ. Họ không bao giờ bàng quan trước những người gặp hoàn cảnh khó khăn trong xã hội. Để đóng góp cho lợi ích chung của cộng đồng, họ nhiệt tình tham gia các hoạt động tình nguyện. Tuổi Hợi cũng được đánh giá là người hào sảng, phóng khoáng. Họ không bao giờ tỏ ra so đo tính toán với mọi người xung quanh. Việc họ sẵn sàng bỏ một khoản tiền lớn ra để giúp đỡ bạn bè vượt qua khó khăn không phải là điều hiếm lạ. Ngay cả đối với những người xa lạ, họ cũng không ngần ngại giúp đỡ bằng mọi cách. Bù lại, những lúc họ rơi vào tình thế gian nan thì sẽ được rất nhiều người đến trợ giúp, vốn là biểu tượng của sự hưởng lạc. Tuổi Hợi luôn hướng đến cuộc sống nhàn nhã, thanh thản. Họ có phong cách sống và làm việc chậm rãi, khoan thai, nên thường bị hiểu nhầm là người lười biếng. Thực tế họ chỉ đang tìm cách cân bằng cuộc sống để tâm hồn không trở nên quá căng thẳng. Nhiều lúc họ có thể tự nuông chiều bản thân quá mức mà sa đà vào những thói ăn chơi lêu lỏng. Một lối sống trụy lạc có thể ảnh hưởng tiêu cực tới sức khỏe tinh thần và thể chất của họ. Lời khuyên dành cho những người này là hãy tìm đến những hoạt động giải trí lành mạnh hơn. Nhược điểm cần khắc phục nhất của người tuổi Hợi chính là sự cả tin. Họ dễ dàng đặt niềm tin vào người khác, kể cả những người mới gặp lần đầu. Họ không hề cảnh giác với bất cứ lời nói hoặc hành động của mọi người xung quanh. Hơn thế nữa, họ cũng rất vụng về trong việc từ chối yêu cầu của một ai đó, vì luôn cảm thấy áy náy khi không giúp đỡ được mọi người, nên họ thường xuyên bị đẩy vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Những đặc điểm này sẽ khiến họ dễ bị kẻ xấu lừa gạt, hãm hại. Họ phải rèn luyện tinh thần cảnh giác thì mới tránh được những mối nguy đang rình rập. Tính cách nhẫn nại là một trong những ưu thế giúp người tuổi Hợi thành công trong sự nghiệp. Dù nhiệm vụ có phức tạp đến mấy, họ sẽ không ngại làm việc ngày đêm để tháo gỡ vấn đề. Họ sẵn sàng học hỏi thêm các kỹ năng cũng như trau dồi kiến thức để đáp ứng được nhu cầu của công việc. Nếu không may gây ra sai sót, họ sẽ không biện bạch cho yếu kém của bản thân mà sẽ cố gắng khắc phục sai lầm sớm nhất có thể. Những người tuổi Hợi dễ dàng thích nghi với mọi môi trường làm việc một cách nhanh chóng. Vốn là người hòa nhã, họ có thể làm quen với các đồng nghiệp mới chỉ trong một thời gian ngắn. Những biến cố bất ngờ trong công việc không thể khiến họ cảm thấy hoảng loạn. Họ sẽ bình tĩnh quan sát tình hình một cách kỹ lưỡng để tìm ra phương hướng giải quyết hoàn hảo nhất. Tâm hồn của người tuổi Hợi sâu sắc, tinh tế và dễ rung cảm trước cái đẹp của nghệ thuật. Nhờ có khả năng cảm thụ nghệ thuật hơn người, họ có thể thành công các lĩnh vực như ca múa, hội họa. Bên cạnh đó, những người này cũng sở hữu đôi bàn tay khéo léo, cũng khối óc sáng tạo tài hoa. Các ngành nghề có liên quan đến thiết kế có thể giúp họ khẳng định bản thân và phát huy tối đa tài năng. Người tuổi Hợi không có tham vọng mãnh liệt đối với tiền tài và danh vọng, nên họ không có ý chí tiến thủ mãnh liệt trong sự nghiệp. Việc dẫm đạp chèn ép người khác để đạt được thành công là điều khiến lương tâm của họ cảm thấy vô cùng cắn rứt. Tuy nhiên, họ cũng không ngồi yên. Nếu có người động chạm đến quyền lợi chính đáng của họ, họ không ngần ngại vạch trần kẻ muốn đâm sau lưng họ trong công việc. Vốn là người có tinh thần trách nhiệm với xã hội, tuổi Hợi rất thích hợp với những ngành nghề phục vụ cho lợi ích chung của mọi người. Họ sẽ cảm thấy tự hào khi những cống hiến của bản thân có thể giúp cộng đồng ngày một tốt đẹp, văn minh hơn. Sự chu đáo và tận tụy có thể giúp họ đạt được thành công rực rỡ trong các ngành nghề như giáo viên, bác sĩ, y tá. Những người này luôn đề cao những tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp, nên họ có thể trở thành chuyên gia được đồng nghiệp nể trọng trong lĩnh vực của mình. Mọi người luôn cảm thấy sự khiêm tốn ở những người tuổi Hợi. Khi có được thành tích đáng khen ngợi, họ không bao giờ tỏ ra kiêu căng, ngạo mạn,
dù cảm thấy vui vẻ với thành quả đã đạt được, nhưng bản thân họ vẫn ý thức được rằng còn nhiều đỉnh cao khác đang chờ họ ở phía trước. Việc tự mãn với tài năng của bản thân sẽ khiến họ ngủ quên trên chiến thắng. Họ luôn cố gắng giữ tỉnh táo để không bị mê hoặc bởi những lời tán thưởng. Người tuổi Hợi có bản tính hiền lành, ôn hòa, không thích lối sống giành giật bon chen. Vậy nên những môi trường có tính cạnh tranh khốc liệt không phù hợp với họ. Những doanh nhân tuổi Hợi luôn cảm thấy e ngại trước những kế hoạch mang tính mạo hiểm. Điều này tuy có thể giúp họ tránh được những nguy cơ bất ngờ, nhưng cũng có thể khiến họ bỏ lỡ cơ hội vàng để phát triển. Chính vì thế, những người này phải mất một thời gian dài mới có thể làm nên được thành công vang dội. Thiếu quyết đoán là khuyết điểm ngăn cản người tuổi Hợi đến với thành công trong sự nghiệp. Họ thường tỏ ra thận trọng quá mức trước những cơ hội mạo hiểm, trong khi họ đang cân nhắc thì đối thủ của họ đã hành động để đạt được lợi thế. Bên cạnh đó, họ thường tỏ ra hiền lành đến nhu nhược nên chỉ có thể làm việc theo mệnh lệnh của người khác. Họ dễ cảm thấy hài lòng với chức vụ hiện tại mà không hề chủ động để có được cơ hội thăng tiến. Chính vì thế họ khó có thể trở thành những người có chức vụ cao trong tập thể. Tổng quan tử vi năm 2024 âm lịch, người tuổi Quý Hợi 1983. Tuổi Quý Hợi cầm tinh con lợn, có ngày sinh dương lịch từ ngày 13 tháng 2 năm 1983 đến ngày 1 tháng 2 năm 1984. Can chi của tuổi Quý Hợi có nghĩa là lâm hạ chi chư, tức lợn trong rừng. Sinh năm 1983 mệnh thủy, đại hải thủy, nước biển lớn. Năm 2024 là năm Giáp Thìn mệnh hỏa. Xét theo ngũ hành ta có, mệnh thủy của tuổi tương khắc với mệnh hỏa của năm 2024, hai yếu tố thiên can và địa chi bình hòa với nhau, Quý bình hòa với Giáp, Hợi bình hòa với Thìn, đều là tốt. Trong năm 2024 này, anh chị tuổi Quý Hợi sẽ có cơ hội đưa ra các quyết định quan trọng. Nếu biết tính toán cặn kẽ vấn đề, gỡ rối từng bước thì mệnh chủ sẽ giải quyết được mọi sự việc. Làm gì cũng cần bình tĩnh, chậm mà chắc thì sẽ đạt được kết quả tốt. Vận trình tử vi tuổi Quý Hợi trong năm Giáp Thìn đôi lúc sẽ gặp một số thử thách. Điều này nhắc nhở bản mệnh nên cẩn thận đề phòng các nguy cơ có thể xảy ra. Luôn chủ động lên kế hoạch và chuẩn bị kỹ lưỡng để mọi công việc của mình được hanh thông. 1. Sao chiếu mệnh. Năm 2024, nam mạng tuổi Quý Hợi có sao Vân Hớn chiếu mệnh. Trong hệ thống sao Cửu Diệu, Vân Hớn là sao chung, vừa tốt vừa xấu, chủ về vấn đề kiện tụng, giấy tờ. Sao này tương đối lành, chỉ thường gây ảnh hưởng đến những tuổi có tính cách bảo thủ vội vã, không biết lắng nghe. Nếu là người dĩ hòa vi quý, biết tiếp thu ý kiến từ người khác thì sẽ tránh được những cãi vã, thị phi. Đối với nữ mạng, năm 2024 nữ mạng tuổi Quý Hợi có sao La Hầu chiếu mệnh. Sao này chủ về thị phi, hao tài, ảnh hưởng cho nam mạng nhiều hơn. Nên nữ tuổi Quý Hợi không phải quá lo lắng, sao La Hầu sẽ gây khó khăn đối với tuổi Quý Hợi 1983, có tính hiếu thắng, tự mãn. Còn nếu là người biết đối nhân xử thế, dĩ hòa vi quý, khiêm tốn với tài năng của mình, thì gặp thử thách nào cũng hóa nguy thành an, được mọi người kính nể và hỗ trợ. 2. Vận hạn. Nam mạng tuổi Quý Hợi trong năm Giáp Thìn gặp hạn thiên la, vận hạn chủ về vấn đề tinh thần, mâu thuẫn, sức khỏe. Do đó bản mệnh nên ưu tiên sức khỏe lên vị trí hàng đầu trong năm này, giữ năng lượng tích cực để không hao tổn phúc khí bản thân, đồng thời sinh hoạt lành mạnh, ăn uống thanh đạm, sinh hoạt theo giờ giấc quy củ sẽ giúp phòng tránh được bệnh tật. Với nữ mạng tuổi Quý Hợi trong năm Giáp Thìn này gặp hạn Diêm Vương, đây là hạn về thị phi, tai tiếng, tinh thần, vì thế bản mệnh nên tu dưỡng nội tâm tích cực, sống hết mình trong hiện tại, không lo lắng tương lai, cũng không hối tiếc về quá khứ, giữ tâm thái bình tĩnh thì cuộc sống sẽ bình yên. Cổ nhân dạy, phúc từ tâm mà đến, họa từ miệng mà ra, lời nói của một người thể hiện trái tim của người đó, đồng thời có thể làm thay đổi vận mệnh của cả người nói và người nghe, người khéo ăn nói biết đối nhân xử thế sẽ dễ có được mọi sự như ý. 3. Vận niên. Vận niên của nam nữ mạng Quý Hợi trong năm 2024 là hầu thực quả, tức là khỉ ăn trái cây. Năm có vận niên này thì tài lộc phong túc, gia đạo hạnh phúc. Trong năm này nếu bản mệnh siêng năng, vượt qua mọi khó khăn thử thách để kiên trì đạt được mục tiêu thì sẽ thành công rực rỡ. Nam nữ tuổi này có cơ hội gặp gỡ những người xuất sắc, chuyên gia trong cùng lĩnh vực để nâng cao chuyên môn, tầm hiểu biết của mình. Tổng quan tử vi tuổi Quý Hợi 1983, Tết 2024 âm lịch. Theo dõi vận trình tử vi 12 con giáp nhận thấy, vận trình của người tuổi Quý Hợi đang trên đà phát triển, nhờ được quý nhân nhị hợp nâng đỡ, bạn sẽ thấy công việc tiến triển tốt nhờ quý nhân vận vượng, được trợ giúp từ nhiều phương diện, rất có lợi cho đường tiến thân của bản mệnh. Mặc dù đầu năm là thời điểm nhiều người còn khá trì trệ,
muốn tĩnh không muốn động do quan niệm tháng riêng là tháng ăn chơi. Nhưng với người tuổi Quý Hợi, bạn hiểu cơ hội không phải lúc nào cũng có sẵn, nên luôn tranh thủ từng cơ hội có lợi cho mình. Nhờ sự xông xáo của mình, công việc của con giáp này tiến triển thuận lợi, làm tới đâu nhìn thấy kết quả tới đó, cơ hội thăng tiến rộng mở. Hãy mạnh dạn đề xuất ý tưởng, phương thức làm mới, chắc chắn bạn sẽ được cấp trên đánh giá cao với sự đóng góp hăng hái của mình. Tài vận trong tháng khá sáng nhờ có các tinh thực thần soi chiếu, tài lộc chuyển biến tích cực và ổn định hơn trước, các nguồn thu trong tháng khá dồi dào. Đến từ nhiều nguồn chứ không chỉ từ công việc chính thức, có thể tiến hành đầu tư hay mở rộng quy mô kinh doanh sản xuất. Sao Thái âm phù trợ nhân duyên xuất hiện trong tháng này, giúp chuyện tình cảm của tuổi Quý Hợi tiến triển tốt đẹp. Bản mệnh tâm tình vui vẻ, tràn đầy sức hút, nhân duyên khác giới ngày càng vượng, có nhiều cơ hội thoát khỏi kiếp độc thân. Tình cảm vợ chồng hài hòa, cùng cố gắng xây dựng hạnh phúc gia đình và nuôi dạy con cái. Chỉ cần giữa cả hai luôn có sự cảm thông và chia sẻ thì việc gì cũng giải quyết ổn thỏa, sóng gió nào cũng qua. Về phương diện sức khỏe, nguyệt lệnh lâm đất bệnh có thể khiến sức đề kháng giảm sút, bản mệnh dễ bị mắc các bệnh lây nhiễm theo mùa. Bệnh cũ tái phát, bạn nên chú ý nghỉ ngơi và ăn uống điều độ, hạn chế thức quá khuya, thường xuyên rèn luyện thể chất. Xét phương diện sự nghiệp tuổi Quý Hợi 1983, Tết 2024 âm lịch. Trong thời điểm mở đầu năm Giáp Thìn 2024 âm lịch, tiến trình sự nghiệp của người tuổi Quý Hợi có những bước đi lên đáng kể, mọi việc diễn ra suôn sẻ. Điều này tạo ra động lực rất lớn để bản mệnh luôn luôn phấn đấu vươn lên. Tháng này mệnh chủ được cục diện nhị hợp che chở, điềm báo rất vượng vận quý nhân. Làm công việc lớn nhỏ gì đều có sự trợ giúp nên mọi việc tiến triển khá suôn sẻ, nhưng chủ yếu vẫn là sự nỗ lực của chính bạn. Ngay từ đầu năm mà công việc đã đi đúng quỹ đạo mong muốn, đầu xuôi đuôi lọt, hứa hẹn cả năm cũng sẽ rất thuận lợi. Đây quả là tin mừng mà tuổi Hợi luôn mong mỏi. Mặc dù đầu năm là thời điểm nhiều người còn khá trì trệ, muốn tĩnh không muốn động, do quan niệm tháng riêng là tháng ăn chơi. Nhưng với người tuổi Quý Hợi, bạn hiểu cơ hội không phải lúc nào cũng có sẵn, nên luôn tranh thủ từng cơ hội có lợi cho mình. Nhờ sự xông xáo của mình, công việc của con giáp này tiến triển thuận lợi, làm tới đâu nhìn thấy kết quả tới đó, cơ hội thăng tiến rộng mở. Hãy mạnh dạn đề xuất ý tưởng, phương thức làm mới, thay đổi tư duy và cách làm việc, chắc chắn bạn sẽ được cấp trên đánh giá cao với sự đóng góp hăng hái của mình. Con giáp này biết cách thuận theo chiều hướng phát triển mà lựa mình, linh hoạt thay đổi để không đánh mất bản sắc mà vẫn gây được sự chú ý nhất định. Trời không phụ lòng người có công, dám nghĩ, dám làm, sẽ được đền đáp xứng đáng. Nhớ là đừng lúc nào cũng chỉ chọn việc mình thích để làm, như vậy chẳng khác nào bạn đang tự giới hạn bản thân. Hãy thử thách khả năng của mình nhiều hơn, để thử xem bạn có thể tiến xa tới đâu, bứt phá khỏi giới hạn an toàn, và bạn sẽ đạt được những thành quả rất đáng tự hào. Xem phi tinh tháng, các tinh lục bạch chủ chức vụ xuất hiện ở phương Tây Bắc, đây được coi là hướng vượng nhân khí, tài khí. Bản mệnh có thể sử dụng một số vật phẩm phong thủy có lợi cho công việc, như biểu tượng tháp văn xương, quả cầu phong thủy, sẽ có tác dụng thúc đường công danh, sự nghiệp thêm phần hanh thông. Xét phương diện tài lộc tuổi Quý Hợi 1983, Tết 2024 âm lịch. Xem tử vi tuổi Quý Hợi âm lịch về tài lộc nhận thấy, chẳng những công việc mà phương diện tài chính của con giáp này cũng đón nhận nhiều tin vui trong tháng này, cả chính tài và thứ tài đều khả quan. Nhờ có các tinh thực thần soi chiếu, tài lộc chuyển biến tích cực và ổn định hơn trước, các nguồn thu trong tháng khá dồi dào, đến từ nhiều nguồn chứ không chỉ từ công việc chính. Tháng này thích hợp cho đầu tư, mở rộng kinh doanh, sản xuất, khi nhiều cơ hội kiếm tiền xuất hiện, đặc biệt là bạn sẽ có quý nhân ở bên trợ giúp. Nhờ thế mà chuyện làm ăn thuận lợi suôn sẻ, cùng đà phát triển này, bản mệnh có thể thực hiện kế hoạch đầu tư hay mở rộng quy mô kinh doanh của mình thoải mái. Trong quá trình thực hiện có thể không tránh được gặp chút trục trặc, nhưng bản mệnh nhanh trí xử lý, lại thêm cát khí vây quanh, cuối cùng đâu sẽ vào đó, đạt kết quả mãn nguyện. Tài khí đương lúc vượng, nhưng nếu không có kế hoạch tài chính rõ ràng, nguy cơ hao tài vẫn luôn rình rập với con giáp này. Nhất là khi tháng đầu năm bản mệnh sẽ phải bỏ tiền túi cho những khoản chi tiêu không thể tránh. Do đó, bạn cần có kế hoạch chi tiêu rõ ràng, cố gắng tích lũy cho tương lai, thì không có gì phải lo lắng. Phi tinh tháng nhận thấy có bát bạch chủ tài tinh nhập cung Đông Bắc, bạn nên đặt biểu tượng rồng phong thủy ở hướng này của phòng khách, ngôi nhà. Vật phẩm phong thủy này vừa có tác dụng hóa giải sát khí, lại thúc vượng tài khí, rất có lợi cho người kinh doanh, buôn bán. Xét phương diện tình duyên tuổi Quý Hợi 1983, Tết 2024 âm lịch. Phương diện tình cảm của người tuổi Quý Hợi đầu xuân năm mới có nhiều bước chuyển biến tích cực, sao Thái âm phù trợ nhân duyên xuất hiện,
giúp bạn đón nhiều tin vui về tình cảm. Đặc biệt là nữ mệnh, bản mệnh tâm tình vui vẻ tràn đầy sức hút, nhân duyên khác giới ngày càng vượng, có nhiều cơ hội thoát khỏi kiếp độc thân. Với người đã từng bị tổn thương trong tình yêu, đây là dịp tốt để gác lại quá khứ, mở rộng trái tim đón nhận tình cảm mới. Lương duyên có thể đến từ việc tình cờ gặp gỡ hoặc qua giới thiệu mai mối. Dù thế nào đi nữa, bạn cũng nên mở lòng để đón nhận sẽ có những trải nghiệm thực sự thú vị trong đời. Mối quan hệ vợ chồng hài hòa, cùng cố gắng xây dựng hạnh phúc gia đình và nuôi dạy con cái. Chỉ cần giữa cả hai luôn có sự cảm thông và chia sẻ thì việc gì cũng giải quyết ổn thỏa, sóng gió nào cũng qua. Tháng này sao Nhất Bạch chủ đào hoa bay vào cung chính Bắc, nếu ở vị trí này trong ngôi nhà đang có vật lớn án ngữ, cần dịch chuyển càng sớm càng tốt, tránh tích tụ nguồn năng lượng xấu, khiến tình duyên và gia đạo trục trặc, rối ren. Xét phương diện sức khỏe tuổi Quý Hợi 1983, Tết 2024 âm lịch. Bước sang tuổi 42, đã đến lúc anh chị tuổi Quý Hợi phải quan tâm đến sức khỏe nhiều hơn. Mệnh chủ không nên lao động quá sức, mà cần tập trung lên kế hoạch chăm sóc cơ thể một cách nghiêm túc, cẩn thận. Mỗi ngày, anh chị tuổi Quý Hợi nên vận động với cường độ vừa phải, như đi bộ, chạy bộ, tập dưỡng sinh rất tốt cho cơ thể, sinh hoạt điều độ, ngủ đủ giấc, sẽ giúp khí huyết lưu thông, năng lượng dồi dào. Quý vị thân mến, để năm 2024 âm lịch hanh thông thuận lợi, thì ngay sau đây Minh Đường Tử Vi sẽ chia sẻ cách kích hoạt các tính của sao tốt và cách giải hạn trong năm để anh chị có một năm mới bình an, may mắn. 1. Hóa giải sao Vân Hán theo phong thủy năm 2024. Đồ phong thủy, Vân Hán hành hỏa, nên dùng hành thổ để tiết khí hành hỏa của sao xấu, cụ thể như đeo trang sức đá quý màu vàng, màu nâu như thạch anh vàng, thạch anh tóc vàng, thạch anh ưu linh nâu, hổ phách. Hạn chế mâu thuẫn năm này, bản mệnh dễ vướng vào chuyện rắc rối thị phi, vì thế cần tự nhắc nhở bản thân luôn chú ý cách ăn nói, hành xử, chớ gây thù chuốc oán với người khác, khiến các mối quan hệ xã giao bị ảnh hưởng, đẩy bản thân vào vòng lao lý. Giữ gìn sức khỏe, bản mệnh không nên lao động quá sức, nếu cơ thể có dấu hiệu mệt mỏi thì nên nghỉ ngơi hoặc đi khám chữa bệnh ngay. Khi tham gia giao thông hoặc khi làm việc chân tay, vận hành máy móc cần giữ cho đầu óc tỉnh táo, tập trung để đề phòng thương tật. Cẩn trọng đầu tư, mệnh chủ cần tránh dốc tiền làm ăn lớn kẻo thua lỗ không đáng có, trước khi đưa ra quyết định cần cân nhắc cẩn thận để tránh tiêu tốn tiền vô ích. 2. Cách hóa giải hạn thiên la năm 2024. Về sức khỏe, khi gặp hạn này thì sức khỏe giảm sút nhiều, thường xuyên bị mệt mỏi và đau nhức không rõ nguồn cơn. Những căn bệnh kỳ quái dù tiêu hao tiền của chữa trị nhưng vẫn không khỏi. Bởi vậy cách tốt nhất là dành nhiều thời gian nghỉ ngơi, lập chế độ ăn uống và tập luyện thể thao hợp lý. Về mặt tình cảm, cẩn thận trong từng hành động và lời nói, tránh vướng vào thị phi tai tiếng trong các mối quan hệ xã giao. Về tình cảm vợ chồng, hãy dành nhiều thời gian ở cạnh nhau, quan tâm và chăm sóc nhau, thấu hiểu và chia sẻ niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống. Đừng ghen tuông vô cớ, lời qua tiếng lại, không may chuyện nhỏ xé ra to. Về mặt tâm lý, gia chủ cần bình tâm và suy nghĩ kỹ càng về mọi việc trong cuộc sống, không nên tự lo âu phiền muộn, thay vào đó hãy tìm người tâm sự, chia sẻ niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống, không nên chất đựng quá nhiều ấm ức trong lòng, điều này khiến tâm trạng ngày càng trầm trọng dẫn đến các bệnh kỳ quái như trầm cảm. Quý vị thân mến, sau giao thừa hay sáng mùng 1 Tết Nguyên đán, người Việt có phong tục mời người đến xông đất cho nhà mình. Ông cha ta thường chọn người hợp tuổi, hợp mệnh, thành đạt, mạnh khỏe, tốt tính, với ước mong được hưởng may mắn do người xông nhà đem đến. Theo tam hợp, Hợi Mão Mùi và nhị hợp, Dần Hợi, bản mệnh Quý Hợi 1983 nam mạng, nên chọn các con giáp tuổi, Mão, Mùi, Dần. Đến xông nhà sẽ rất hợp tuổi, bên cạnh đó người xông đất cho gia chủ tuổi Quý Hợi mà có mệnh kim cũng rất tốt, vì kim sinh thủy trong ngũ hành. Cụ thể những tuổi sau đây sẽ hợp xông nhà cho gia chủ nam mạng Quý Hợi 1983. Trong ngày đầu xuân Giáp Thìn 2024, Quý Mão 1963, Kỷ Mùi 1979, Bính Dần 1986, Đinh Mão 1987, Tân Mùi 1991, Mậu Dần 1998. Người xông nhà đầu năm là nam hay nữ đều được, khi đến thăm nhà người xông đất sẽ cầu chúc cho gia chủ những điều tốt đẹp nhất. 2. Xuất hành đầu năm 2024. Xuất hành mùng 1 Tết, bản mệnh nên đón tài thần khi đi về hướng Đông Nam, đón hỷ thần khi đi hướng Đông Bắc. Nam Quý Hợi chọn khởi hành vào các khung giờ hoàng đạo sau, giờ Dần 3 đến 5 giờ, giờ Thìn 7 đến 9 giờ, giờ Tị 9 đến 11 giờ, giờ Thân 15 đến 17 giờ,
giờ Dậu 17 đến 19 giờ. Vâng thưa quý vị, sống quá tham lam thì mọi chuyện đều mệt mỏi, đòi hỏi quá nhiều thì cuộc sống trở nên khổ cực hơn. Tâm lý đó sẽ khiến cho nhiều chuyện trong cuộc sống không thuận lợi, con đường đi về phía trước ngày càng nhỏ hẹp, giữa vòng xoáy vật chất, mọi người dần quên mất rằng hạnh phúc thực sự chưa bao giờ phụ thuộc vào việc bạn giàu có ra sao, hạnh phúc luôn nằm ở sự bình yên và giàu có từ trong tâm hồn. Do đó, cần phải học được cách buông bỏ dần những điều không quan trọng, đặc biệt khi đến gần tuổi trung niên chúng ta có 3 việc nhất định phải từ bỏ càng sớm càng tốt để cuộc sống yên ổn hơn. 1. Cố chấp theo đuổi danh lợi. Thời tuổi trẻ, có ai mà không phấn đấu vì danh lợi, nhưng nếu đó là thứ mà thuộc về ta thì không ai có thể cướp nó đi được, còn nếu nó vốn không thuộc về ta, thì có cố để giành lấy cũng không thể giữ được. Công danh lợi lộc hay vinh hoa phú quý đều là vật ngoài thân, không thể mang theo đến cuối đời. Vì thế chúng ta không cần phải vì tranh giành cao thấp thắng thua mà liều mình đi tranh quyền đoạt lợi, thay vì dùng cả cuộc đời để theo đuổi những điều phù phiếm, chi bằng hãy trân trọng những gì ta đang có. Dù sao cuộc sống càng đơn giản mới càng vui vẻ, hạnh phúc. Đôi khi ít ham muốn sẽ giúp cuộc sống của chúng ta trọn vẹn hơn. Học cách biết đủ, biết thỏa mãn với hiện tại sẽ đem tới phúc khí. Nếu có thể tự mình bình tâm, để tâm hồn được an yên, thì danh lợi sẽ không còn quan trọng nữa. Con người có thể sống những ngày thiết thực mới là quan trọng nhất. Cuộc đời vốn đầy rẫy những cạm bẫy, mà tham lam lại là một cái bẫy chết người. Nếu con người không thể sống an yên, trong tâm lúc nào cũng có quá nhiều ham muốn, thì họ sẽ luôn bị giày vò để đi tìm cách đạt được những điều đó. Quá trình đó sẽ khiến chúng ta sống trong sự đau khổ không hồi kết, rất có thể phải đánh đổi cả tự do và mạng sống. Bi kịch lớn nhất của đời người nằm ở chỗ dùng sinh mệnh ngắn ngủi để đuổi theo những ham muốn vô hạn, đợi đến khi chúng ta đã đánh mất rất nhiều thứ quý giá. Sau đó mới nhận ra bản thân vẫn không thể có được niềm vui thực sự, đừng nên vì quá nhiều ham muốn, quá tham lam mà khiến bản thân bị lạc đường. 2. Tâm lý so sánh. Núi cao còn có núi cao hơn, người giỏi còn có người giỏi hơn, không phải tự nhiên mà người ta thường nói, mọi sự so sánh đều là khập khiễng. Có những người luôn dõi theo người khác, ngưỡng mộ những gì người khác đang có, rồi tự ti về bản thân, điều đó khiến mọi người bỏ qua giá trị của chính mình. Âm thầm nuôi dưỡng lòng đố kỵ với những thứ xung quanh, tâm lý méo mó dần dần sẽ tiêu cực hóa mọi suy nghĩ và hành động của người đó, khiến cuộc sống của họ lúc nào cũng ngập trong sự bi quan. Thực tế, mỗi người đều có cách sống và giá trị của riêng mình, chúng ta cũng chẳng bao giờ có thể so sánh hết mọi thứ, do đó không nhất thiết phải đem bản thân ra so sánh hơn thua với kẻ khác, rồi lại đố kỵ với những gì người khác có, càng không nên quá cưỡng cầu với những gì bản thân thiếu sót. Giảm bớt so sánh, nỗ lực cố gắng nhiều hơn, cuộc đời của chúng ta sẽ tốt đẹp hơn. Trong cuộc sống bạn chỉ cần là chính mình là được, hạnh phúc của người khác chưa chắc đã phù hợp với chúng ta, khi còn trẻ ít người có thể nhận thức được điều này. Nhưng nếu con người đến gần tuổi trung niên, họ phải từ bỏ thói quen so sánh càng sớm càng tốt, cũng đừng nên động một chút là so sánh điều kiện vật chất, so sánh thành tích học tập của con cái với người khác, so sánh hôn nhân của mình với người ta, từ bỏ tâm lý ganh đua. Sẽ giúp chúng ta có thể khiêm tốn làm người, làm những việc thiết thực khiến cho bản thân, như vậy tuổi trung niên mới trôi qua trong sự tốt đẹp, mọi người có thể hưởng thụ cuộc sống từng ngày, như vậy mới là hạnh phúc thực sự. 3. Không nói những điều không nên nói. Càng tới gần tuổi trung niên, mọi người càng nên duy trì kỷ luật, bắt đầu từ việc quản lý mồm miệng, đó không chỉ là quản lý những gì ăn vào, mà còn cả những điều nói ra, vì chúng ta chỉ mất 2 năm học nói, nhưng mất cả đời học cách im lặng. Cho nên hãy để giá trị của mỗi lời nói ra càng trở nên quý giá hơn. Muốn như vậy, đầu tiên đừng nói xấu người khác. Một bài học làm người cần ghi nhớ đó là học tôn trọng người khác, biết rõ người khác nhưng không cần nói hết tật xấu của họ, không chê bai họ. Vì khi càng trưởng thành càng nên học cách thận trọng trong lời nói và hành động, để tránh rước phiền phức về cho bản thân. Thay vì khắt khe với người khác, chúng ta chỉ nên khắt khe với bản thân mình. Đồng thời, đừng nói lời phàn nàn, đây là việc làm hoàn toàn vô ích. Vì phàn nàn cả năm không bằng làm việc chăm chỉ trong một ngày. Thay vào đó, hãy chủ động tìm cách thay đổi tất cả những gì không hài lòng. Nếu làm được những điều trên, con đường đến tuổi trung niên của mọi người sẽ thêm thuận lợi và thênh thang, ngày càng tích được nhiều phúc đức trong cuộc sống. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là toàn bộ nội dung chương trình của Minh Đường Tử Vi. Minh Đường Tử Vi hy vọng quý vị có thể chiêm nghiệm được những điều bổ ích nhất để vận trình hanh thông, tiền đồ rộng mở và luôn hạnh phúc bình an và giàu có. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.